Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, thị trường hàng không toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2024. Trong đó, thị trường hàng không châu Á-Thái Bình Dương, khu vực phục hồi chậm nhất, có thể ngắt mạch lỗ và đạt lợi nhuận khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Tại Việt Nam, sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, năm ngoái thị trường hàng không nội địa đã phục hồi và có sự tăng trưởng so với thời điểm trước dịch. Thị trường hàng không Việt Nam được dự báo cũng nằm trong xu thế của thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2024.